Ok, hello anh em. Chào mừng anh em đã đến với Gián Tiếp Game. Ngày hôm nay thì chúng tôi lại có mặt ở tại TDG Shop và đã có một siêu phẩm mới giới thiệu cho anh em đây. Siêu phẩm gì? Siêu phẩm này thì nó thứ nhất tiền là luôn đi, tiền luôn, bao tiền luôn đi. 186 triệu XXX. Khách có mua thêm gì ngoài cây được không? Không mua gì cả, cây thôi. À, cây thôi. Nhưng mà thôi, vì là khách mua 186 triệu nên mình tặng một bộ quà tặng. Đó thôi, thì vào cái máy trước đi, quà tặng để sau. Tặng nào. Sau nhá. Máy này có cái gì mà nó kinh thế, gần 190 triệu. Cái này thì nó không gì đặc biệt, vẫn là 4090. Nhưng mà cái đặc biệt chính của nó là nó dùng con chip AMD đời mới nhất, cái không cây dùng 14900K nữa. Đây là cái cây mà chuyên cho các anh em AMD à? Chuyên về AMD đúng không? Khách này nghe nói tức là lên trên web của TDG Shop xong ấn là cái bộ đắt nhất luôn. Không, tên của khách thì có cái kiểu tìm kiếm ở trên web ấy, nó có cái bộ tìm kiếm, bộ lọc theo giá thành, lọc giá cao nhất. Xong ấn luôn về cao nhất luôn. Đấy anh em xem. Khách này là Hà Nội hả? Hà Nội. Khách lớp 9 anh em ạ. Sạm này không hiểu sao luôn. Không hiểu sao luôn, toàn các cháu coi như là đang học đại học hoặc là lớp 12 cấp 3 đây, lớp 9 là bé nhất đấy nhỉ? Bé nhất rồi đấy. Lớp 9 mà mua cái bộ khoảng tầm 190 triệu này là tôi thấy là bé nhất đấy. Không biết là hay là bố biết là có giả vờ. Hay là bố giả vờ như nào. Nói chung là thôi nhân thân như cái. Ok được rồi, thế bây giờ đi sâu vào cấu hình con này. Mắc thì nó sẽ là 4090 này. RAM bao nhiêu? RAM con này là 128GB. RAM 128. Chip là 9950. Của AMD. Con mới ra nhất 9950X nhá. Con này là không phải nói gì về vấn đề là chơi game AAA tị tạ hết rồi, không phải lo lắng gì đúng không? Cái máy này thì game AAA nó ý nghĩa gì? Rồi ok. Thế Vũ chết rồi, đến giờ đón con à? Tiếp tục thôi. Nhanh để đón con. Thì cái cây này ấy, thì anh em phải biết là cái ngày hôm nay bọn tôi là phải tập hợp toàn bộ cái đội ngũ kỹ thuật của cả shop lên đây về quay về trong vòng đáng nhẽ thời gian quay thì chỉ 10 phút thôi, nhưng mà thời gian để mà lắp nó lên để cho nó chạy được, nó lên đèn lên quạt. Thực ra thì nếu anh em nhìn cái phía trước này thì anh em sẽ thấy nó rất là đẹp đẽ, nhưng mà nếu mà anh quay ra phía sau anh em sẽ thấy là một đống dây dợ vẫn còn đang coi như là đấy. Vũ sẽ quay, anh sẽ thấy là cái mặt sau như nào. Đây nó vẫn còn đang như một đống gọi là bầy nhầy bầy nhầy kiểu rồi vẫn, nhỉ? Vẫn chưa lắp xong nhưng mà đấy, vẫn chưa lắp xong nhưng mà mọi thứ chạy ok rồi. Bây giờ chỉ là đi lại dây thôi đúng không? Xong giao khách luôn à? Giao khách luôn. Khách yêu cầu là ngay lập tức rồi anh em. Từ nãy giờ 15 cuộc rồi. Ôi rồi. Chết. Điều nhanh rồi còn giao khách. Tức là chúng tôi cũng rất vất vả bởi vì là cái hàng AMD này là nó nhiều thứ phức tạp đúng không? So với Intel đúng không? Cái con này là chip thì mới quá mà main thì chưa có BIOS cho nên là mất thời gian update rồi các kiểu là nhỉ. Nói chung là lâu lắm. Được. Nhưng mà bây giờ nó ok rồi đúng không? Bây giờ ok rồi. Con này thì là full trắng toàn bộ đúng không? Full trắng. Chạy cái LED này là cái màn hình này là màn hình như nào đấy? Quên đấy. Đâu như nào? Cái bộ quạt này là bộ quạt mới nhất của Lianli. Thì con này là trên cái quạt nó có 3 cái đèn, nhầm 3 cái màn hình. Đấy. Trên quạt có 3 màn hình. Chúng ta có thể hiển thị thông số tròn tròn bên này. Đây này, chỗ này này. Vào Win vào phần mềm bắt đầu chỉnh, có thể thay ảnh mặt mình vào hoặc là có thể hiện thông số nhiệt độ máy tính. Muốn hình dùng được được. Muốn hình dùng được. Giống kiểu cái màn ở trên cái này hả? Giới thiệu với anh em là cái quạt này một cái là 2 triệu nhá. Chỉ để làm mát. 3 cái là 6 củ đúng không? Thêm cái này nữa là 4 à? Không, cái này thì không có màn hình. Cái này không có màn bình thường. Màn hình riêng luôn anh ạ. Đúng là đại gia, mọi thứ nó sung sướng thật, tôi mơ ước không thấy có được như này. Còn gì đặc biệt nữa không? Đây cái quà tặng cho khách là như nào đây? Bộ cây này thì khách mua thì anh em cũng có tí tri ân. Tặng cho khách một cái bộ quà tặng là trị giá khoảng 9 triệu. Quà tặng 9 triệu anh em ạ. Đây. Bàn phím 4 triệu, con chuột 3 triệu, còn một con tai nghe 1 triệu nữa, nhưng mà đâu rồi? Nói chung là quà tặng cho anh em mua cái bộ 190 củ này là 9 củ anh em ạ. Có đâu có cái coi như là cái quà tặng nó khủng như TDG Shop này không? Không có đâu, tôi nghĩ là không có đâu mà con bàn phím ngon thế. Trông mà nặng chắc phải 7. Nặng thật đấy, công nhận cầm nó đầm ấy. Ngon nghe, ngon thật. Thế thì chuẩn bị là ship đến hàng luôn hả? Cho khách luôn. Đang mưa gió anh em ạ. Những ngày này là anh em đều biết là Hà Nội chúng ta và nói riêng và miền Bắc nói chung là đang mưa gió rất là to và ngập lụt rất là lớn. Cho nên là cũng may là khách này ở gần shop mình đúng không? Ngay gần. Khách cũng ở gần shop tôi cho nên là đi nó cũng nhanh. Mà riêng với cái cây này nhá, là bởi vì khách yêu cầu cho nên là hàng bọn tôi là có một cái mặt hàng phải ship hỏa tốc từ trong Sài Gòn ra đây. Là chính là con chip đấy, con chip riêng tiền quá, coi như là chưa mang ra ngoài Hà Nội. Riêng tiền ship là 1 triệu. Đấy, riêng tiền ship là 1 củ rồi để ship hỏa tốc bằng đường hàng không ra đây. Ngay lập tức để chiều ngày hôm nay là cho khách luôn. Cái chip ở máy tính của anh có đếm củ không? Thì nó nói đến chịu rồi, không để nói thôi. Đấy các bạn, cho nên là đây là một trong những bộ máy tính mới nhất mà được các anh em ủng hộ với cái mức giá khủng ở trên TDG Shop. Rất cảm ơn anh em đã ủng hộ TDG Shop khoảng thời gian qua. Anh em có thể tới 83, 85 Thái Hà, Hà Nội hoặc tới số 40 Vũ Quận 10. Hoặc đơn giản hơn, nếu anh em sống nội tâm, anh em cứ vào tdgshop.vn sẽ có người tiếp anh em. Ok. Okay. Cảm ơn anh em theo dõi, bye bye. Thì đón quay lên.
Về.